Chào đón bạn đến với 30 ngày yoga nền tảng cho người mới và 5 bài sau trong chuỗi 30 ngày thì các tư thế nặng, khó giúp các nhóm cơ khỏe, mạnh, tăng sức mạnh, sự chịu đựng của cơ bắp và ý chí của người tập. Hãy chọn bài tập và tư thế phù hợp với cơ thể bạn và hãy bỏ qua những tư thế khó khi tập. Quỳ gối lên và mông mình ngồi về gót chân, lưng giữ thẳng, hít thở sâu chậm. Hít vào cảm nhận được hơi vào bụng căng, thở ra cảm nhận được hơi ra bụng mình hót lại. Nhẹ nhàng, bình an, hạnh phúc. Sau đó chậm rãi thở ra hót bụng, gập càng, kéo tay tới phía trước, hít vào mở ngực, mở vai, kéo càng. Thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào. Thở ra, hít vào, ngước càng, mở vai, nâng cơ ngực mình lên, nhúc nhích cái vai để tìm cái điểm dễ chịu, hơi thở mình chậm. Thở ra, hót bụng gập càng, cái vai mềm, rút cơ bụng. Hít vào, lần này thở ra, tay mình gập tới trước luôn, ép chán xuống, hít vào, rướn hồng, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào và giữ lại đây luôn. Nằm, đẩy hết cái hông tới phía trước, mở vai, kéo nhẹ càng và giữ lại đây. 4 3 2, thở ra, giữ lại đây. 5 4 3 2, và chậm rãi đứng dậy luôn. Hai chân mở rộng ra bằng vai, hai tay chống đầu gối, mở rộng hai cái đầu gối ra, xoay làm nóng cái khớp gối. Xoay đổi chiều, rồi chậm rãi chúng ta sẽ đi 3 vòng chào mặt trời: 1 vòng chào mặt trời cơ bản, 1 vòng chào mặt trời B và 1 vòng chào mặt trời mình giữ lại nha. Rồi chậm rãi hai chân mình đứng về đầu thảm, hai chân mình khép sát lại vào nhau, hai tay chắp trước ngực, hít thở chậm, rồi nhẹ nhàng hít vào, vươn tay lên cao. Thở ra, ngửa nhẹ ra sau, rút cơ bụng, kéo tay, giữ vững khung chân của mình. Hít vào lên, vươn dài tới phía trước.
Thở ra, hạ tay xuống, vai cổ mềm. Khít bước chân phải ra sau, hạ gối ngước cằm. Chống hai tay, đưa chân trái ra sau, lên tư thế tấm ván. Hạ đầu gối, giữ cái mông lại. Hạ ngực và cằm chạm xuống thảm. Trường người lên rắn hổ mang. Ký mũi chân nằm mông lên. Ép chán ấn gót. Hít bước chân phải về bằng hai tay. Hạ gối. Ép cơ đùi trái ngước cằm. Thở hết hơi ra. Và hít vào chân trái lên. Thở ra rũ cơ thể xuống. Hít vào lên lại. Thở ra hai tay chấp. Nửa vòng bên phải đã xong, bây giờ mình đến nửa vòng bên trái. Hít vào, hơi vào, đi lên. Tay thẳng rụng bụng rút lại. Hơi thở ra, cơ thể mềm ngửa ra sau. Hít vào lại, thở ra trường tới phía trước. Thở ra rũ cơ thể xuống. Hơi thở chậm. Hít bước chân trái ra sau, hạ gối. Ngước cằm lên. Quan sát cơ đùi của mình. Chống tay, đưa chân phải ra sau, lên tư thế tấm ván. Thở ra, hạ gối. Dùng lực tay mình nâng cái mông lên. Hạ ngực và cằm xuống. Thở hết hơi ra. Trường tới phía trước lên tư thế rắn hổ mang. Ký mũi chân nâng mông lên. Tư thế chó úp mặt. Hít bước chân trái về bằng hai tay. Hạ gối phải ngước cằm. Thở hết hơi ra. Rút chân sau về bằng chân trước. Vai cổ thả lỏng. Mềm vai, mềm cơ cổ. Lưng thẳng. Chân thẳng. Và hít vào lên. Thở hết hơi ra. Đây là một vòng chào mặt trời cơ bản. Bây giờ mình đến với chào mặt trời B. Chào mặt trời B, những tư thế nó hơi nặng hơn một tí nha. Rồi mình tập vừa sức mình. Hai chân mình tốt hơn thì mình sẽ khép sát lại. Chưa giữ thăng bằng được thì mình mở rộng nhẹ ra một tí. Hít vào, hai tay lên cao, ngước cằm. Thở ngửa nhẹ ra sau. Hít vào, hai tay lên. Thở kéo dài tới phía trước. Hít vào. Thở ra, hạ tay mình xuống nè. Hai tay mình chống xuống. Rướn cằm lên, hít vào. Và thở ra, ép cho trán mình vào chân. Thở hết hơi ra. Hít bước chân phải ra sau. Tay lên. Xích cơ đùi phải, thở chậm. Thở ra, hạ tay. Hạ gối. Hít vươn lên thêm lần nữa. Căng cơ đùi. Thở ra, hạ xuống. Chân trái lên ra phía sau. Rút cơ bụng tư thế tấm ván.
trường tới phía trước, nhón mũi chân trường tới phía trước, gối không chạm sàn, đặt cái mu bàn chân mình xuống, giữ ra đây, kéo giãn vai, rướn càng, rồi ký mũi chân nâng mông lên, ép chán. Tiếp tục hít bước chân phải lên, vươn lên cao, siết cơ đùi, thở ra hạ tay, hạ gối trái, hít lên thêm lần nữa, thở chậm, thở ra hạ tay, rút chân trái về bằng chân phải, rướn càng mình lên, thở ra gập, thêm lần nữa, hít rướn lên, thở ra gập, và hai tay vươn dài tới phía trước, hít vào lên, thở ra, đưa hơi vào, thở ra. Nửa vòng bên trái, hít vào lên, ngước cằm lên, thở ra mềm ngửa ra sau. Hít lên lại, thở ra trường tới phía trước. Thở ra, rũ cơ thể xuống, ngước cằm nhìn lên, thở ra, hít lên, thở ra và giữ lại, thở hết hơi ra, quan sát vai cổ của mình, rồi hít bước chân trái dài ra sau, lên, quan sát hơi thở của mình, thở ra hạ tay, hạ gối, hít lên thêm lần nữa, duỗi mũi chân sau ra, kéo giãn cánh tay, mềm cơ đùi, quan sát hơi thở của mình, hơi thở chậm và thở ra hạ xuống, đưa chân phải ra sau, quan sát hơi thở của mình. Rồi trường tới phía trước, duỗi mũi chân, đặt mu bàn chân, rướn càng mở vai, thở chậm và ký mũi chân nâng mông lên, ép chán, ấn gối. Hít vào bước chân trái lên, nâng cơ thể mình lên, siết cơ đùi thở. Thở ra hạ tay xuống, hạ gối phải xuống, hít vào lên thêm lần nữa, ngửa người ra sau, thả lỏng cơ đùi phải, duỗi mũi chân phải ra sau. Hít lên lại, thở ra, hít rút chân phải về bằng chân trái, thở ra gập cơ thể xuống chân, hít vào rướn càng lên, thở ra gập, hít vào rướn càng lên, thở ra gập và giữ lại, thở hết hơi ra và tiếp tục hít vào lên, thở ra hai tay chắp, hơi thở chậm, hơi thở đều. Rồi chúng ta đã hai vòng chào mặt trời, bây giờ chúng ta đến vòng thứ ba chào mặt trời biến thể nha. Hai chân mở rộng ra bằng bi thảm, hơi thở chậm, mỗi một tư thế chúng ta giữ lại, tập vừa với sức mình. Hít vào hai tay lên cao, ngước cằm,
chậm rãi nhẹ nhàng đẩy hông tới phía trước, ngửa người ra sau vừa với sức mình và giữ là đây. 5 4 3 2 hít lên, thở ra giữ là đây. 5 4 3 2 hạ tay phải qua bên trái, quỳ nhẹ cái gối trái, nâng cái tay trái lên giữ. 5 4 3 2 đổi bên, thẳng hai tay, hạ cái tay trái qua bên phải, chống xuống sàn, quỳ nhẹ cái gối phải, đẩy cái mông sang bên phải, thẳng cái chân trái, nâng tay phải lên giữ. 5 4 3 2 thở ra hai tay ngang, rướn càm giữ là đây. 5 hóp bụng. 4 3 2 tay đang lại gặp cơ thể giữ là đây. 5 4 3 2 hai tay chống nè, cái bàn tay chống cách cái mũi chân một gang tay, đẩy cái mông ra phía sau, đẩy cái mông ra phía sau, lực vào gót chân, căng cơ chân, ép cái đầu thấp xuống giữ lại. 5 4 3 2 lên lại, bước cái chân phải ra phía sau, bước xéo cái chân phải qua bên phải, cái chân trái nè xéo sang bên trái, chống cái tay phải, nâng cái tay trái lên, kéo mắt nhìn lên giữ lại. 5 4 3 2 hạ cái gối phải xuống, mở rộng cái gối trái, mở cái tay trái, đẩy cái hông thấp xuống giữ là đây. 5 4 3 2 chậm rãi thở ra, đưa chân trái ra sau, mũi chân phải lên gót chân trái giữ là đây. 5 4 3 2 hạ gối chườm người tới phía trước, lên rắn hổ mang giữ lại. 5 4 3 2 mông lên cao, trán xuống thấp. Ấn cái vai xuống. Giữ lại. 5 4 3 2 nhích cái chân trái vào trong, co cái gối phải giữ lại đây. 5 4 3 2 nhấc cái chân phải lên giữ. 5 4 3 2 lòng cái chân phải qua bên trái, nâng cái tay trái lên giữ. 5 4 3 2 trả về, bước cái chân phải về bằng hai tay, hạ gối trái xuống, hít vào lên, thở ngửa ra sau và giữ lại đây.
5 4 3 2 lên lại, thở hết hơi ra. Đưa hơi vào, thở hết hơi ra. Hít vào lên, cái chân phải mình giữ nè, cái chân trái hạ ra sao, cái chân trái mở ngang nè. Thẳng đạp thẳng cái chân phải, đẩy cơ thể mình lên. Thở ra, nghiêng sang bên trái, giữ lại đây luôn. 5 4 3 2 hít vào lên lại. Tiếp tục nghiêng sang bên phải. Cái tay phải mình á, nắm được cái ngón cái của chân phải. Giữ lại đây. 5 4 3 2 hạ tay xuống, nâng cái chân trái lên, giữ lại. 5 4 3 2 hạ cái chân trái xuống, hai tay nắm lấy hai ngón chừng, ép trán xuống giữ. 5 4 3 2 hít vào lên lại. Vươn cao cơ thể, nghiêng cơ thể sang phải, giữ lại. 5 4 3 2 lên lại. Thở ra nghiêng trái giữ. 5 4 3 2 thở ra, hai tay chắp. Đưa hơi vào, thở ra. Chúng ta đã xong nửa vòng chào mặt trời biến thể. Và tiếp tục nửa vòng tiếp theo bên trái. Tập thật là chậm, tập vừa sức mình. Thấy bài tập khó quá thì bỏ qua tư thế nha. Và tiếp tục bên trái với nửa vòng cuối. Hai chân mở rộng ra bằng mỹ thảm. Hít vào tay lên. Thở ra ngửa ra sau, đẩy hết cái hông tới phía trước, rút cái cơ bụng lại, cuộn cái xương cột lại. Hai tay mở và giữ lại đây. 5 4 3 2 hít lên lại. Trường tới phía trước, thẳng tay tới phía trước, giữ lại. 5 4 3 2 di chuyển, tay phải đặt ngay vùng thắt lưng, xoắn cơ thể mình sang phải, giữ lại. 5 4 giữ vững hai khung chân. 3 2 đổi bên, đan tay trái ngay vùng thắt lưng, kéo tay phải sang bên trái, xoắn giữ. 5 4 với thẳng cái tay phải, rút cơ bụng lại. 3 2 trả về, thở ra, rũ cơ thể xuống. Đưa hơi vào, thở ra, giữ hai cái tay mình chống nè. Cái mũi chân mình á, cách cái bàn tay một gang tay. Thở ra, để mông ngước cằm lên. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, giữ lại đây luôn. Thở ra, giữ lại đây. 5 4 3 đưa lực vào mông và gót chân của mình, tay chỉ chống nhẹ. 2 và lên lại. Vai cổ ép sát. Đưa hơi vào, thở ra, ép sát.
chống tay bước cái chân trái ra phía sau, xéo cái gốc trái sang bên bên trái, cái chân phải sang bên phải, nâng cái tay phải lên, xoắn người kéo giữ là đây, 5 4 3 2 hạ gối trái xuống, mở cái gối phải, mở cái tay phải, tiếp tục xoắn ép cái hông xuống, 5 4 thở, 3 2 chậm rãi lên lại, đưa chân trước ra chân sau, lên tư thế tấm ván, mũi chân trái lên gót chân phải, giữ 5 4 3 2 chậm rãi nè, hạ khuỷu tay xuống giữ 5 nhịp nha, rút cơ bụng nè, tư thế này hơi khó, hơi nặng nha. Rồi, giữ ra đây, 5 4 3 2 trường lên rắn hổ mang, nhúc nhích vai tay thở chậm, 5 4 3 2 ký mũi chân nâng mông lên, ép chán, giữ lại, 5 thở chậm, 4 3 2 bước chân phải vào trong, co cái gối trái, rút bụng, giữ, 5 4 3 2 bước thẳng cái chân trái lên và giữ lại, 5 4 3 2 lòn cái chân trái qua bên phải, nâng cái tay phải lên giữ, 5 4 3 2 hạ tay, rút cái chân trái về bằng hai tay, hạ gối xuống, đưa hơi vào thở ra, điều chỉnh cái khung chân của mình, rồi thở ra ngửa ra sau, giữ lại, 5 4 3 2 thở ra, hạ xuống, đưa hơi vào thở ra, thở hết hơi ra, rồi lên nè, lên cái chân phải nè, lên bước ngang, rồi đạp thẳng cái chân trái lên, hít vào lên, thở ra nghiêng phải, giữ lại, xuống sâu, rút bụng, 5 4 3 2 hít lên lại, thở ra xuống, tay trái nắm được cái ngón cái của chân trái và giữ là đây, 5 4 3 2 hạ tay xuống, nhấc cái chân phải lên, giữ lại, 5 4 3 2 hạ hai chân xuống, mở rộng vòng vai, vai cổ rũ hơ, thở chậm, giữ ở đây, thư giãn, nhúc nhích hai chân, 5 4 3 2 tay này nắm vào cùi chỏ tay kia, hít vào lên, thở ra nghiêng phải, giữ, 5 4 thở chậm, 3 2 lên lại, hít thở chậm, rồi thở ra nghiêng trái, giữ, 5 4 3 2 chậm rãi lên lại, hai tay chắp trước ngực, thở
hết hơi ra. Chân trái là chân trụ, gót chân phải ấn qua đùi trái giữ lại. Hít thở chậm. Tiếp tục đổi chân. Chân phải là chân trụ. Hãy lắng nghe cơ thể của mình, quan sát chân tay và hơi thở. Giữ từ 3 cho đến 7 hơi thở. Và chậm rãi, hai chân mở rộng ra, giữ ở đây. Năm, bốn, ba, hai. Chống hai tay trường tới phía trước, nhón chân lên, đặt tay mình lên, đặt hai chân lên tay, lên tư thế con ếch giữ lại. 5 4 3 2. Đặt đỉnh đầu xuống rồi nhẹ nhàng chống tay nâng lên, giữ lại đây. Chưa lên được cứ giữ vậy nha. Chưa thẳng chân lên được cứ giữ gì. Thẳng chân lên được lên luôn. Giữ lại. 5 4 3 2 Co chân xuống lại. Nhẹ nhàng thở ra hạ gối. Mông ngồi về gót chân. Hơi thở chậm. Và lên lại. Thẳng lưng. Thẳng chân, hít vào hai tay lên cao. Thở ra. Nâng chân lên, rút bụng. Hít vào hai tay lên cao, thẳng lưng. Thở ra. Hít vào hai tay lên cao. Thở ra. Hít vào hai tay lên cao. Thở ra. 3 lần nữa, hít vào hai tay lên cao. Thở ra. Hít vào hai tay lên cao. Thở ra. Hít vào hai tay lên cao giữ lại. Mũi chân duỗi. 5 4 3 2 Thở ra giữ. 5 4 3 2 Hai tay chống ra phía sau, giữ chân của mình. Co gối, hóp bụng. Gối mình cố gắng ép chán chạm vào gối. Thở ra. Co duỗi, mở, khép.
co rút bụng, duỗi mở khép, co duỗi mở khép, co duỗi mở khép, co duỗi mở khép, giữ lại, co, cố gắng cuộn cơ thể lên. 5 4 3 2 duỗi mở giữ lại, 5 4 3 2 khép giữ lại, 5 4 3 2 thả lỏng, thả lỏng chân, vẫn tiếp tục giữ y, mũi chân duỗi ra, hít vào nâng chân lên, lúc này xoay vòng tròn cơ chân nè, thở ra khép 5 lần, lên mở khép, lên mở khép, rút bụng lên mở khép, lên giữ là đây, hít thở chậm để mình đi đổi chiều lại. Thấy mệt quá thì điều tiết hơi thở mình lại, thấy tư thế nào khó quá thì bỏ qua, mình không cần phải tập hết bài tập nếu cơ thể chưa cho phép nha. Rồi đổi chiều nè, hạ chân, mở rộng lên khép, hạ rút bụng, mở lên khép, hạ mở lên khép, hạ mở lên khép, hạ mở giữ là đây, 5 4 3 2 lên lại, giữ cơ thể lên đây, 5 4 3 2 tiếp tục giữ là đây, 5 4 3 2 rồi nằm dài xuống luôn, hai tay dang ngang ngửa lòng bàn tay, co chừng ôm trong cái cơ đùi nè, càng hung lấy cái đầu gối, thở ra hạ chân trái, thở chân phải, thở chân trái, thở chân phải, thở chân trái, thở rồi chân phải giữ lại nè, cái chân mình thẳng, giữ chân tay ôm lấy cơ đùi, gập lên, cuộn cơ thể mình lên, nhấc cái chân trái lên luôn, cố gắng cuộn cho cái trán mình chạm vào đầu gối, mà giữ cái chân thẳng vậy nha, giữ ra đây, 5 rút bụng, 4 3 2 thở ra hạ xuống, đổi chân, nâng cái chân trái lên, nắm lấy cái cơ đùi nè, giữ cái chân mình thẳng nè, cuộn lên nè, đó, giữ cái chân thẳng, đừng có kéo chân về người nha, giữ cái chân lại để mình cuộn cơ thể mình cao lên, đó, giữ ra đây nè, nhấc cái chân kia lên, cuộn cơ thể cao nữa, 5 4 3 2 thở ra hạ xuống, vươn dài cơ thể, thở chậm, sau đó mình nằm sấp lại luôn. Hai tay nắm lại, đặt giữa cơ đùi của mình, nâng hai chân lên, nướng lên, lên, thở hạ, lên, rướng cao, thở, 3 lần nữa, lần thứ 4 giữ lại, lên, rướng nè,
thở lên rướn, thở lên, thở lần này lên và giữ lại luôn, lên giữ lại đây, năm bốn ba hai và thở ra hạ xuống. Co cái gối phải, hai tay chống lên, hít vào hướng cơ thể lên, ấn cơ đùi phải xuống, thở ra hạ xuống, hít vào lên, ấn đùi phải, ấn hông phải xuống, thở. Lần này giữ lại lần, rồi giữ lại đây, năm bốn ba hai, thở ra hạ xuống. Đổi chừng, co chân trái lên, hít vào lên, ấn cái đùi trái xuống, rướn cằm, thở ra, hít vào lên, thở ra. Lần này lên giữ lại, hít vào lên giữ lại đây, nằm bốn ba hai, thở ra hạ xuống, hít thở chậm đi. Rồi tiếp tục co hai chân của mình lên, hai tay nắm lấy chân, rút cơ thể lên ba lần, lần thứ tư giữ lại, hít vào hướng lên cao lên, chỉ có bụng mình là dưới thảm, rướn ngực, nâng cơ đùi, nâng cơ ngực lên, thở hạ, hít lên, thở, hít lên, thở. Lần này lên và giữ lại luôn nha, lên rồi nhồi bụng mình luôn, năm bốn ba hai và thở ra hạ xuống. Nghiêng đầu mình sang bên phải, đặt lỗ tai phải xuống, hít thở chậm. Và nằm ngửa lại luôn. Duỗi thẳng chân trái, co chân phải, ép qua bên trái, thở chậm. Năm bốn ba hai và đổi bên, co chân trái ép qua bên phải, giữ, hơi thở chậm. Năm bốn ba hai, chậm rãi trả về. Buổi tập của mình đến đây kết thúc rồi. Thí cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, luôn cùng tập yoga với Thí. Nếu quý vị là người mới, hãy giúp Thí nhấn đăng ký kênh ủng hộ và hãy chia sẻ bài tập này đến nhiều người hơn nữa để chúng ta cùng nhau khỏe, đẹp. Cảm ơn và chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Và lúc này hãy để cho cơ thể mình được chìm sâu vào thư giãn. Hít vào nhẹ nhàng, bụng căng. Thở ra bụng hó. Vào nhẹ nhàng, thở ra bình an.
được hơi thở ra vào và cơ bụng căng xẹp. Cảm nhận được sự bình an nhẹ nhàng từ bên trong cơ thể này. Cảm nhận được sự khỏe mạnh, sảng khoái từ trong hơi thở. Tôi đang sở hữu một cơ thể khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc.